Lý do ô tô Trung Quốc nối đuôi chạy trên đường phố Hạ Long. Các đoàn xe biển số Trung Quốc nối đuôi nhau di chuyển trên đường Việt Nam. Nằm trong mô hình thí điểm hoạt động xe du lịch tự lái giữa tỉnh Quảng Ninh và Quảng Tây Trung Quốc. Thời gian gần đây, người dân xôn xao khi thấy nhiều đoàn xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát Trung Quốc tự do đi lại ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh và lo ngại ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Lý giải vấn đề trên, Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, nội dung mà cộng đồng mạng chia sẻ về tour du lịch đặc biệt này sai sự thật và tiêu cực so với thực tế. Sở thông tin, những đoàn xe ô tô biển kiểm soát Trung Quốc nối đuôi nhau đi theo đoàn, nằm trong tour du lịch, xe tự lái giữa hai bên. Theo đó, xe ô tô 4 chỗ Trung Quốc được phép đi vào nội địa Việt Nam 150 km. Theo quy định, đoàn xe này phải có xe dẫn đoàn phía Việt Nam và di chuyển tham quan tới các địa điểm đã đăng ký trong tour từ trước. Lịch trình từ 1 đến 5 ngày. Những xe này trước khi vào Việt Nam được kiểm tra kỹ càng và đánh số thứ tự, giấy tờ thông quan hợp lệ. Khi tới những điểm du lịch nằm trong lịch trình, du khách này vẫn phải trả phí bình thường. Phía Việt Nam cũng được tự lái xe ô tô vào sâu nội địa Trung Quốc 600 km với lộ trình Đông Hưng Phong Thành, Nam Ninh Quế Lâm. Tour du lịch đặc biệt này được bắt đầu thí điểm vào ngày 9 tháng 11 năm 2016 đến ngày 8 tháng 11 tháng 5 năm 2017, rồi dậm chân tại chỗ vì lượng xe tham gia quá ít. Công ty cổ phần du lịch Hòn Gai cùng doanh nghiệp Trung Quốc được giao đảm nhiệm thí điểm mô hình này. Ngày 9 tháng 3 vừa qua, Văn phòng Chính phủ có công văn cho phép Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức thí điểm hoạt động xe du lịch tự lái Trung Quốc vào thành phố Hạ Long. Thời hạn thí điểm đến hết ngày 31 tháng 12. Sau thời hạn thí điểm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổng hợp, đánh giá, báo cáo Thủ tướng. Theo số liệu của Chi cục Hải quan, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tính từ đầu tháng 6 tới nay, đã có 100 lượt xe du lịch tự lái từ Trung Quốc vào Việt Nam và 18 xe Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc. Người Trung Quốc được lái xe vào Việt Nam 180 km. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về việc cho phép thí điểm hoạt động xe du lịch Trung Quốc vào thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với cán bộ ngành liên quan tổ chức thí điểm hoạt động xe du lịch Trung Quốc vào thành phố Hạ Long. Thời hạn thí điểm đến hết ngày 31 tháng 12, sau đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổng hợp đánh giá báo cáo Thủ tướng. Bà Lương Thị Bớt, giám đốc công ty cổ phần du lịch Hòn Gai, đơn vị được giao thực hiện tour đặc biệt này cho biết, theo kế hoạch ban đầu, hàng tháng, mỗi bên được phép cho 300 xe dưới 9 chỗ ngồi vào sâu trong nội địa của nhau, mỗi chuyến xe đi khoảng 5 ngày. Phía Trung Quốc được phép lái xe vào Việt Nam 180 km tính từ cửa khẩu Móng Cái, còn phía Việt Nam được lái xe vào Trung Quốc 600 km theo lộ trình Đông Hưng, Phong Thành, Nam Ninh, Quế Lâm. Bà Bích khẳng định việc cho phép cá nhân của người Trung Quốc và Việt Nam được đi sâu vào nội địa của nhau sẽ mở ra cơ hội phát triển du lịch rất lớn. Tuy nhiên, phải một tháng nữa mới chính thức khai trương dịch vụ này. Năm 2016, công ty cổ phần du lịch Hòn Gai từng được giao thực hiện thí điểm dịch vụ lái xe qua lại giữa thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng, Trung Quốc. Sau khi chạy được vài chuyến, thì việc thí điểm này dừng hẳn cho đến nay. Thượng tướng Lê Chiêm, tàu Trung Quốc đánh cá, cách Đà Nẵng 30 hải lý. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm cho biết, gần đây, tàu đánh cá Trung Quốc vào cách bờ biển Đà Nẵng chỉ 30 hải lý và xua đuổi ngư dân Việt Nam. Ngày 22 tháng 5, phát biểu tại phiên họp tổ của Quốc hội, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết tình hình an ninh trên biển. Trong những tháng đầu năm 2018, diễn biến tương đối phức tạp, đặc biệt dưới sự hỗ trợ của lực lượng chuyên trách. Ngư dân Trung Quốc đánh bắt sâu trong vùng biển của Việt Nam, cách đảo Lý Sơn chỉ 40 đến 50 hải lý, tướng Chiêm nói. Ngang ngược hơn, có những lúc vài chục tàu của ngư dân, dưới sự hỗ trợ của lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc, xua đuổi ngư dân Việt Nam ngay trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Trong tháng 4 có 3 vụ, có vụ cao điểm lên tới vài ba chục tàu. Nhiều lúc tàu ngư dân Trung Quốc vào đến vùng biển cách bờ biển Đà Nẵng chỉ 30 hải lý để đánh bắt hải sản. Đây là thủ đoạn tuyên truyền, đồng thời xâm lấn, tuyên bố chủ quyền trên biển, tuyên bố thực thi đường lưỡi bò. Bộ Quốc phòng đã tổ chức, kiên quyết xua đuổi các tàu, thuyền này ra khỏi khu vực, Thứ trưởng Chiêm khẳng định.
hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ chưa tốt. Cũng theo đại diện Bộ Quốc phòng, vẫn còn tình trạng ngư dân Việt Nam vi phạm. Đi vào các vùng biển nhạy cảm, thuộc phạm vi quản lý của các nước, vào sâu những vùng biển nước khác để đánh bắt. Thứ trưởng Lê Chiêm cho rằng, việc hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, đã có chủ trương, nhưng đến giờ hiệu quả chưa thật cao. Nghị định 67, về đóng tàu công suất cao để đánh bắt xa bờ, thì tàu chất lượng kém, khiến ngư dân lâm vào cảnh nợ nần. Bị thiệt hại, nhưng chưa xử lý dứt điểm. Lỗi ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai? Phải truy tố để giải quyết dứt điểm. Bây giờ, ngư dân vay tiền của ngân hàng, đưa cho anh để đóng tàu, mà tàu anh đóng không đạt tiêu chuẩn, rồi nói trên trời. Dưới đất thì không minh bạch, không thẳng thắn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói. Dù hợp đồng giữa người dân và nhà máy đóng tàu là hợp đồng dân sự, nhà nước, chính quyền cũng cần có sự tham gia hỗ trợ để giải quyết thỏa đáng cho người dân. Ngư dân bỏ tiền ra, đó là mồ hôi và nước mắt, công sức của họ, vì vậy cần giải quyết thỏa đáng, đền bù thỏa đáng cho người dân. Để người dân không bị thiệt thòi. Bởi vì đây là chính sách ưu đãi cho người dân của chúng ta, tướng Chiêm phân tích. Hà Nội lo thảm họa, nếu ba nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc rò rỉ. Trong 10 thảm họa có thể xảy ra, Hà Nội lo ngại. Nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ ba nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc. Ủy ban Nhân dân Hà Nội vừa phê duyệt đề án quản lý và giảm thiểu các rủi ro có thể trở thành thảm họa đối với thành phố Hà Nội. Đề án này đánh giá các rủi ro có thể trở thành thảm họa của Hà Nội và đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện để giảm thiểu tối đa và xử lý khi có rủi ro trở thành thảm họa. Theo đó, đề án dự báo 10 rủi ro có thể trở thành thảm họa đối với quá trình phát triển của Hà Nội, như vỡ đê sông Hồng, ô nhiễm nguồn nước, cháy, nổ, đổ sụp công trình, tai nạn giao thông, khủng bố, phá hoại. Đề án này dự báo, Hà Nội có thể xảy ra thảm họa nếu có sự cố từ ba nhà máy điện hạt nhân ở khu vực Đông Nam của Trung Quốc, dẫn đến rò rỉ phóng xạ. Theo đó, Hà Nội là một trong số các tỉnh phía Bắc sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nếu ba nhà máy này có sự cố, bởi bụi phóng xạ có khả năng phát tán rộng, làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước. Từ những dự báo trên, Ủy ban Nhân dân Hà Nội giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng kịch bản chi tiết phòng chống khi có thảm họa rò rỉ chất phóng xạ, sự cố hạt nhân. Bên cạnh đó, Sở tham mưu cho thành phố các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ về phòng chống và giảm nhẹ thảm họa. Lý giải về việc xây dựng đề án này, Hà Nội khẳng định, nhiều năm qua, trên thế giới đã xảy ra nhiều thảm họa. Có thể kể đến là trận động đất mạnh 8.9 độ Richter xảy ra ở dưới biển ngoài khơi Indonesia năm 2004, khiến gần 300.000 người thiệt mạng. Cũng phải nhớ tới vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, Ukraine năm 1986, làm khoảng 30 người chết, 600.000 người bị phơi nhiễm. Tại Việt Nam, năm 1982, xảy ra vụ lật tàu ở Tràng Bom, Đồng Nai, làm hơn 300 người thiệt mạng, sự cố cháy tòa cao ốc ITC tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2002, làm thương vong hơn 100 người. Riêng thủ đô Hà Nội, năm 1971, mưa to liên tục và một cơn bão lớn, khiến hệ thống đê bị vỡ, làm chết 100.000 người.
các thảm họa khác có thể xảy ra ở Việt Nam. Vỡ đê sông Hồng, ô nhiễm nguồn nước, cháy, nổ, đổ sụp công trình. Tai nạn giao thông, đường sắt trên cao, hàng không, rủi ro tại các sự kiện tập trung đông người, dịch bệnh, lĩnh vực thông tin. Truyền thông, tấn công mạng, mất điện diện rộng, khủng bố, phá hoại, rò rỉ nhà máy điện hạt nhân.